Xin kính chào các quý khán giả. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hạ số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi xin lại được vui bóc thùng một dòng loa Beam Audio Confident 30 đến từ Đan Mạch. Và đây là một cặp loa đầu tiên có mặt tại Việt Nam nên chúng tôi rất háo hức khi muốn cùng các bạn trải nghiệm cặp loa này xem như thế nào. Vâng, với vận đơn qua đây thì các bạn nhìn thấy dòng Beam này được xuất xưởng là ngày 13 tháng 1 năm 2020. Đây là những model và series mới nhất của dòng Beam đã có mặt tại Thiên Hà. Đó. Và khi chúng tôi tiếp nhận được những thùng loa thế này và đối với những lô đàn như là Confident 20 và Confident 50 thì cái dòng Confident 30 này đây là một phiên bản đặc biệt lần đầu tiên có mặt. Và sau đây thì tôi sẽ cùng nhân viên kỹ thuật của Thiên Hà thì xin được vui thùng lắp thùng loa này ra cho các bạn có sự trải nghiệm. Và với một cấu trúc đóng thùng như đây thì tôi nghĩ đó là một sự rất là chắc chắn, rất tuyệt vời. Đây là những e-căng của hãng. Còn đây là những tấm mút bảo vệ. Với một tính truyền thống coi như trên 40 năm làm các dòng sản phẩm như này, rồi Beam thì luôn luôn là một thương hiệu hàng đầu trong giới chơi audio, gần như là ở Việt Nam cũng trên toàn thế giới. Ai cũng biết những dòng Beam này. Và các bạn khi lưu ý là khi dỡ thùng thì các bạn phải dỡ đúng quy trình, tức là chúng ta phải mở nắp và mở tất cả các cái hông đáy ra và người ta sẽ để dùng sản phẩm như thế này. Còn bây giờ trong giây phút nóng tôi chờ đợi, tôi sẽ xin được mời các bạn sẽ có sự cảm nhận về dòng này. Ui, bộ đẹp quá. Đó, các bạn thấy đây đúng là một kiệt tác của dòng Beam. À, bây giờ thì tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật cùng tôi hạ xuống. Quá nặng. Đó là một kiệt tác Beam dần đã lộ diện ra và các bạn vẫn thấy nhìn theo cái cấu trúc là bây giờ là người ta đã làm hoàn toàn mới so với những dòng sản phẩm trước đây. Đó. Và cũng vẫn lấy cảm hứng từ Du Thuyền và Sóng Biển của các kỹ sư của hãng Stenbock và bên Đan Mạch đã cho ra những dòng sản phẩm thế này. Và những dòng sản phẩm này thì không bị chịu nhiều ảnh hưởng tới các sóng âm. Đó là một điều rất là tuyệt vời về những dòng sản phẩm này. Và dòng này thì vẫn mang cái hình dáng của những đôi loa bát cũ, nhưng mà với định dạng mới bây giờ thì người ta đã làm các bát này có độ dày dặn hơn, tức là người ta có thể được chịu xuống dày để trầm và âm sâu hơn so với dòng kia. Và dòng chép này thì chính là chép liền huyền thoại như bây giờ, đó là chép cái Sukawa thì là tốt nhất bây giờ trong cái dòng này. Còn đây là loa chung dây trái tim, và dòng này thì có công suất dây đỉnh xuống dưới 30 hạt và dải cao lên trên 23 pin. Thì tôi nghĩ đó là một cái sự trải nghiệm rất là tuyệt vời với những cấu trúc nhà dưới 40 mét, nhà ống của người Việt mình. Thì những dòng sản phẩm này khi đưa vào thì các bạn sẽ thấy đây là một điểm nhấn của các decor của các căn nhà đẹp. Còn trên bộ chân cấu trúc này thì chúng ta cũng thấy một bộ chân xương gan tổng hợp như thế này, nhưng mà nó sẽ có hai cấu định dạng để cho mình có thể chơi. Một bên là chân côn thì được cái dạng trầm êm sâu sâu lắm, nhưng với những nhà mà người ta đã sàn gỗ thì người ta lại muốn để chân này thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều với chất lượng này. Và chúng ta sẽ tìm xem lỗ thoát hơi ở đâu. Vâng, lỗ thoát hơi thì ngay dưới gầm này thôi, các bạn sẽ nhìn thấy cái lỗ thoát hơi. Và người ta đã làm cách điệu là người ta gần như ta đã làm kín nhất các khoản này, để khi mình nhìn đây thì mình chỉ nghĩ đây là những cái điểm trang trí điểm nhấn thôi, chứ thực tế không nghĩ là gì đấy, nhưng mà thực tế đó là lỗ thoát hơi. Và với những tụ phân tần bậc của trong dòng sản phẩm này thì những linh kiện thiết bị để làm nên các cái phân tần và tụ này thì rất là tốt. Các tụ đằng sau là đều là tụ của WBT chính thức. Đó là một linh kiện mà người chơi thì gần như là ai cũng muốn có một sự hướng tới, thì đó là cho những cái điều cảm nhận nhất, tốt nhất về các dòng sản phẩm này. Còn màu sơn gỗ thì sao? Các bạn nhìn xem, đối với tôi thì tôi rất thích cái màu này. Vâng, nó được phủ một lớp piano rất là sâu. Cái này thì chứng tỏ là các nghệ nhân của quốc gia Đan Mạch này là những nghệ nhân hàng đầu vì làm các cái lớp sơn piano này. Cũng đúng thôi, vì đất nước của họ đã sản xuất ra những cây đàn hay nhất toàn thế giới. Thì những dòng sản phẩm để làm ra được loa này thì nó cũng là trong những định dạng chơi giống như thế này.
người ta cũng sẽ làm được. Cái đó là một điều rất là ghi nhận. Còn hôm nay tôi sẽ giới thiệu thu thủng các bạn ở đây thôi. Còn bữa sau tôi sẽ mời các bạn lên YouTube trên phòng test lab của Thiên Hà. Chúng ta sẽ có một cái sự trải nghiệm để qua các cuối ghép với các dòng âm ly mà chúng tôi thấy có sự tương thích và đạt được nhiều giải thưởng trên toàn thế giới với những cấu hình đó, thì các bạn hãy đợi các video sau của Thiên Hà. Xin chào và hẹn gặp lại.